quay lại với kênh channel của mình nha. Ngày hôm nay mình có một cái tiêu đề muốn chia sẻ với tất cả anh chị em cũng như là các đấng mày râu, là có nhiều người comment với mình là nói là hãy làm về những cái tiêu đề là những điều mà anh chàng thích và những điều mà cô nàng thích đồ đó. Thì mình cũng đã làm một hai cái video rồi, nhưng mà mình thấy nó còn rất là thiếu sót rất là nhiều, và có nhiều điều mà mình nói vẫn chưa có hết, vẫn còn thiếu rất là nhiều, và mình sẽ làm những cái video tiếp theo để phục vụ cái sự tò mò của các anh cũng như các chị muốn quan tâm về cái người yêu của mình, hoặc là những cái điều gì đó mà mình muốn làm người yêu mình vui hơn và hoàn thiện cái mối tình của mình nhiều hơn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với tất cả anh chị em một cái tiêu đề như sau, đó là năm điều mà mấy chị thích nhưng đàn ông lại không thích. Đó là những điều đó như thế nào, thì mời tất cả mọi người cùng theo dõi video nhé. Chào các bạn, mình đã quay lại rồi đây, và cái năm điều đó là những cái điều như thế nào thì mình sẽ đọc sau đây và sẽ dẫn chứng cho tất cả mọi người xem. Đó là điều đầu tiên, đó là mấy chị rất thích quản lý túi tiền các anh, nhưng mà cái điều này thường là các anh không bao giờ thích các bạn ơi. Và cái điều mà người phụ nữ thích này á, thường hầu như là các anh á hay không có thích, nhưng mà không có muốn nói, nhưng mà các anh rất là khó chịu khi mà cái người phụ nữ họ quản lý túi tiền của người đàn ông. Nhiều khi á, đôi khi là mới quen một tháng hai tháng gì đó mà chưa có gì hết trơn, bắt đầu các cô ấy muốn quản lý túi tiền, muốn quản lý những cái chi tiêu của anh ấy như thế nào đó. Thì khi mà cái người đàn ông họ thật sự yêu mình, họ muốn mình quản lý là cái họ sẽ tự đưa. Nhưng mà thường các chị á, là mới quen bắt đầu giỏi lắm, một tháng hai tháng là bắt đầu mấy chị muốn quản lý túi tiền của các anh rồi. Mà cái điều này là mình thấy là mấy anh cực kỳ không thích, và đôi khi là muốn chiều lòng người yêu để cho cái người yêu mình cảm thấy vui hơn thì họ bấm bụng và họ đưa cái bóp để cho quản lý thôi, chứ thực sự họ không thích, họ rất là khó chịu các bạn. Điều thứ hai đó là đăng hình lên trang mạng xã hội và trang mạng cá nhân của anh ấy. Là như vậy, ví dụ như những cái cô gái thì hay có cái bệnh như vậy, là cô ấy sẽ không đăng hình cái chàng trai đó lên Facebook của cô gái đấy, nhưng mà cô ấy sẽ đăng hình của anh chàng đó trên cái trang của anh chàng đó, hình của hai người. Và cái điều đó là đôi khi những cái anh á, ảnh không có thích, nhưng mà vì chiều lòng cô gái thì họ phải đăng thôi, chứ thật sự là họ không có thích. Nhưng mà các bạn biết không, đối với cái người phụ nữ thì họ nghĩ là khi mà họ đăng cái hình lên cái trang mạng xã hội của anh đó thì tất cả mọi người biết là anh ấy đã có chủ rồi, thì các cô gái đó sẽ né ra hay sao đó. Nhưng mà một điều đó là một điều cực kỳ sai lầm của mấy chị luôn, đó là cái vấn đề là mấy chị bỏ cái hình lên mạng để cho người ta biết là cái cô gái này là người yêu của anh này, để mấy chị xê ra thì hoàn toàn sai lầm. Mấy chị con giáp thứ 13 còn có những cái chiêu để có thể đối phó được với cái người yêu của cái anh chàng này nữa. Đó là một điều sai lầm mà hầu như là các anh hầu như không có thích. Tại thường mấy anh quen bồ thì quen bồ, chứ mấy anh đi vào đường mấy anh vẫn muốn là sẽ tiếp xúc được với nhiều em hơn nữa. Đó là cái sở thích của mấy anh. Nhưng mà mấy chị thì hay có cái sở thích rồi cứ quăng hình lên trang Facebook cá nhân của anh ta vậy đó. Nhưng mà vì chiều lòng người yêu cho nên anh ta không nói thôi. Đó là cái điều thứ hai ha. Tiếp đến là cái điều thứ ba là quản lý điện thoại của anh ta. Là cái điều này là các cô gái thường thích như vậy lắm, mà trong đó có tôi nữa. Tôi vẫn thích là quản lý điện thoại của người yêu của mình, hoặc là người nào đó mà mình muốn, giống như người đó là mình muốn sở hữu người ta vậy đó. Thì là mấy anh thường là mấy anh không có thích đâu các bạn. Nhưng mà vì có thể là nhiều người họ yêu mình quá và họ chiều lòng mình thôi, chứ họ cũng không thích cái sự riêng tư. Đôi khi nhiều khi hai thằng với nhau nói chuyện, và ví dụ như cái thằng kia nó có một cái bệnh gì đó về đàn ông mà nó đang tâm sự với thằng bạn thân của nó, mà cái con nhỏ bồ của thằng bạn thân nó cứ gìn cái điện thoại lấy hoài, thì cái thằng bồ nó không cho coi, không muốn, là giống như là không muốn để cho người yêu mình biết là thằng bạn thân của mình nó bị bệnh này bệnh kia hay gì gì đó, hoặc đại loại người ta bị HIV hay gì gì đó, có những cái điều mà người ta muốn che giấu, hay là gia đình người ta là ba mẹ anh ta bỏ nhau, hay là đại loại gì đó. Cho nên
người ta vẫn muốn được có một cái sự riêng tư nhất định, nhưng mà thường mấy chị là cứ sấn 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 vô kiểm tra tại vì sợ là nhắn tin với con khác đó. Đó là tâm lý chung thôi mọi người đó, là ngày hôm nay mình nói nếu như các anh nào cảm thấy đúng thì like cho em nha, like cho em để lại comment coi có phải là cái điều này các anh chấp thuận và like giống như là đồng tình nhiều nhất hay không nha. Rồi tiếp đến cái điều thứ tư đó là hay hỏi đủ thứ, hay hỏi đủ thứ. Ví dụ như bây giờ cầm cái điện thoại lên, ai nhắn tin là sẽ hỏi ai đây, người này là ai, ở đâu, tên gì, em gặp chưa, người đó bao nhiêu tuổi, người đó có người yêu chưa, người đó có gia đình chưa, hay là ví dụ như là ở xa hay ở gần đó, thì sẽ hỏi những điều tương tự giống như vậy. Hoặc là khi mà các anh chuẩn bị đi chơi hay đi bạn bè gì đó, các bạn hỏi anh đi đâu, đi với ai, mấy giờ về, rồi ở chỗ nào, rồi có con gái hay không, rồi rất là nhiều câu hỏi khi mà các anh bắt đầu bước ra khỏi nhà, giống như là các anh phải qua một cái ải gọi là một ải trắc nghiệm trước khi đi chơi gì đó. Đó là những cái điều đó là mình thấy là những cái anh hầu như là không thích, nhưng mà mấy chị thì thường làm rất là nhiều và nó tạo cái cảm giác cho mấy anh giống như là một đứa trẻ mà đi ra ngoài đường phải đi xin phép cái người người lớn vậy đó, giống vậy đó, cho nên họ cũng cảm thấy khó chịu và bực bội. Tiếp đến cái điều thứ năm, điều cuối cùng là mấy anh không có thích nhưng mà mấy chị rất là thích, là các bạn biết là cái gì không, là đi theo bắt ngồi chờ lựa mua đồ. Thì thường là những cái anh đàn ông hầu như là mấy anh không có thích, và có thể mấy anh chiều bạn là cho tiền các bạn đi shopping, cho tiền các bạn đi mua sắm một thứ gì đó, nhưng mà các anh không thích đi theo để lựa đồ. Mà hầu như là mình thấy ai là đàn ông đều không thích cái kiểu đó. Em muốn mua cái gì, ví dụ như mua quần, mua áo, mua shopping, em cứ đi cho đã, đi dòm nó. Tại vì cái người đàn ông đó, họ cái tánh của họ rất ngộ. Khi họ xác định họ mua đôi giày, họ vô đúng cái tiệm giày họ mua và họ lựa đúng cái kiểu mà họ thích, hoặc là họ chỉ sơ lược qua những cái mẫu đó và họ chấm cái nào là họ bụp ngay cái đôi giày đó. Nhưng mà có người phụ nữ khác các bạn, người phụ nữ là họ sẽ lạng qua những cái shop, ví dụ như mình đi cái shop này xong mình ngắm một cái, xong cái mình chưa vừa ý thì mình đi shop kia cái mình ngắm một cái, xong cái nếu như mà mình đi shop kia hai ba cái shop nữa mà mình thấy chưa có vừa bụng cái mình quay lại cái shop đầu tiên, cái bắt đầu mình thử, bắt đầu mình do dự, bắt đầu mình suy tính tiền bạc. Còn với mấy anh mà cảm thấy vừa ý là bụp liền, móc tiền túi trả liền. Cho nên thường mấy anh không có thích đi theo cái người phụ nữ để đi mua sắm đồ. Và cái điều này mình thấy hầu như là 99,9% luôn á, chỉ có là 1% là giống như là không ai chở bả đi được thì gán mà đi theo để chở thôi. Đó là hầu như mấy anh không có thích, nhưng mà mấy chị rất là thích. Mấy chị rất là thích mấy anh đi theo để làm gì biết không, dòm ngó. Ví dụ như em mặc cái đầm này vô cái anh thấy cái đầm này em mặc sao, có đẹp không anh có thích không anh đó, rồi xong còn không có thì hả đeo chiếc nhẫn vô anh thấy chiếc nào đẹp, còn không có thì đeo cặp đôi bông anh thấy có hợp với em hay không. Mà những cái câu hỏi đó là những người phụ nữ đó không bao giờ nhận được một cái câu trả lời thích đáng. Ví dụ như các anh đó chỉ là thích cái đeo bông tròn, cái các bạn không thích, các bạn thích đeo cái đeo bông toàn tan. Rồi hỏi thì hỏi như vậy thôi, nhưng mà mua vẫn là mua một cái kiểu khác, chứ không bao giờ là theo cái ý của anh, thường là theo cái ý của mấy chị không à, nhưng mà vẫn thích hỏi và vẫn thích đi theo để cho mấy anh ngắm nghía gì đó. Đó là cái sở thích của mấy chị mà thường mà mấy anh không thích mà mấy chị cực kỳ thích luôn các bạn. Đó là cái điều năm cái điều nêu trên là mình cảm thấy là rất nhiều và rất phổ biến trong cái những cái cặp yêu nhau, và mình cảm thấy là có lẽ như là đem lên đây nói thì sẽ đụng chạm cũng khá nhiều người, nhưng mà mình nghĩ những cái điều này nó lại là một cái gia vị cho cái tình yêu, để nó vui vẻ hơn và nó làm cho cái tình cảm của mình nó thăng hoa hơn, đôi khi nó làm tô điểm thêm một chút xíu gì đó cho cái tình cảm của mình. Mong là tất cả mọi người sẽ yêu thích cái video này và nhớ đăng ký subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Đừng quên thả like cho cái video này, nếu các bạn cảm thấy hay hãy share cho tất cả bạn bè cùng xem video nha. Và đừng quên nhấn thêm cái chuông để khi mà mình up video là bạn là sẽ người đầu tiên xem video của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau nha. Chúc